Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại bài học số 7. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download Elementor cài đặt vào WordPress website của bạn để giúp cho trang web của bạn nó đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là để cài đặt Elementor. Để cài đặt cái Elementor này vào website thì các bạn vào đường link sau đây. Đấy, các bạn truy cập vào cái đường link có tên là sinh-con-elemental. Các bạn truy cập vào cái link này. Các bạn nhớ là mình luôn là để link ở dưới cái phần mô tả của bài video này nhé. Thì các bạn vào cái phần dưới mô tả này nó sẽ có cái đường link đó. Các bạn chỉ cần copy sau đó paste lên Google là được. Và nếu mà các bạn không 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 vào link thì các bạn có thể nhập bằng tay nhé. Thì đây mình sẽ thoát cái này. Sau đó mình sẽ vào Google, mình mở cái tab mới nha các bạn nha. Nếu mà các bạn copy ấy, chỉ cần mở cái tab mới sau đó paste vào là được. Còn đây là mình mở cái tab mới để mình viết. Các bạn cái này vào sinh dàn.com gạch elemental. Đấy, các bạn kiểm tra một lượt này. Sinh dàn chấm con elemental. Ok, sau đó các bạn ấn enter, các bạn nhấn enter này. Ok, khi mà các bạn nhấn enter ấy thì nó sẽ đưa các bạn vào đến cái trang web này. Thì các bạn nhấn vào cái chỗ xanh xanh cái get started này, các bạn click vào nó. Khi click vào nó thì nó bảo là phải đăng ký. Thì đây, already have account, login, create account. Đấy, thì đây bên mình tạo cái tài khoản mới nhé. Dàn ở trên này các bạn để email của các bạn nhé. Còn ở dưới này là các bạn cho mật khẩu. Các bạn có thể để mật khẩu đúng. Một cái mật khẩu từ đầu đến cuối cái khi mà trong quá trình mà các bạn làm cái website này, các bạn có thể để đúng một cái email, đúng một cái mật khẩu để cho nó dễ dùng, cho nó dễ nhớ các bạn nhé. Sau đó bạn nhấn vào create account. Create account này. Ok, khi create account rồi thì nó bảo có lưu không thì mình cứ lưu lại đã. Thì mình lưu lại rồi thì ok, thì do you have a WordPress website? Thì yes, các bạn yes, các bạn nhấn vào yes này. Check element 2. Các bạn copy cái link để đây nhé. Các bạn copy cái link website của các bạn vào chỗ này này, các bạn vào website của các bạn này, các bạn vào cái website này đấy. Website của các bạn này, các bạn copy từ cái chỗ gạch này này, có cái chỗ gạch này copy từ đây vào trong này, sau đó chuột phải copy đấy, sau đó các bạn qua lại đây chuột phải paste đấy, các bạn chuột phải paste. Đây là mình vào bên trong nên mình copy từ cái dấu gạch này. Nếu mà các bạn ngoài ấy, thì các bạn chỉ cần vào đây copy ở đây là được. Đây là cái trang ngoài nhá các bạn nhá. Đây là cái trang ngoài, còn mình vừa nãy mình vào là cái trang bên trong ấy thì mình copy từ cái dấu gạch này. Thế khi vào đây xong thì các bạn nhấn check for WordPress, click vào nó. Ok, sau đó các bạn nhấn click into này, các bạn nhấn vào click into. Ok, khi vào click into thì nó sẽ như này. Đấy thì các bạn nhớ là sau khi như thế thì các bạn nhấn vào cái chỗ này. Các bạn nhấn vào bên này này. Nhấn vào install now, click vào install now. Ok, khi các bạn ấn vào install now thì nó sẽ tự động là nó bay về thẳng cái website của các bạn,
Đấy, các bạn thấy chưa? Cái website này. Đây là website của các bạn này. Đó, sau đó ở giữa này nó sẽ có một cái gọi là activate. Thì các bạn nhấn vào activate. Click vào activate. Ok, khi mà các bạn nhấn activate thì nó sẽ ra như này. Ok, thế là bài này mình sẽ đã hướng dẫn các bạn cài đặt Elementor rồi, và mình sẽ gặp bạn trong bài tiếp theo.